Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quý Phật gần xa kính mến. Nay là mình qua cái tháng năm mà. Nay là ngày 3 tây tháng 5 năm 2022, là kỳ thứ 8 đọc về tác phẩm Khóa Hư Lục của vua Trần. Thì hôm nay quân đệ mình qua một đoạn mới, qua một cái tựa đề mới, nó nghĩa là cái nói về cái sự phát tâm Bồ Đề, khuyên khuyên chúng ta nên phát tâm Bồ Đề. Những cái bài học trước thì vua Trần Thái Tông bảo chúng ta phải nên nhìn kỹ cái thân, mà các vị ta nhìn kỹ cái thân qua bốn cái ngọn núi, đó là sanh già bệnh chết. Hôm nay thì mình có thể mình nói thẳng là bữa nay là bảo gì mình quay nhìn cái tâm. Thân rồi tới tâm, có thân có tâm mới đủ gọi là cái con người, đủ cái trí não cũng như cái thể xác của một con người. Mà là con người thì phải nó may mắn như thế nào để kiếp người nó không có, gọi là không có uổng kiếp người. Bởi vì như Đức Phật nói là nhân thân nan đắc, thân người khó được. Thậm chí có nhiều người muốn được thân người không phải dễ. Mình nói phải nhiều người, có nhiều chúng sinh muốn được trọn vẹn làm người, làm được thân người không phải chuyện dễ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đó là cái lực mà thân người vậy đó là quý, nó hy hữu như cái chuyện gọi là manh quy phù mộc. Manh quy phù mộc nghĩa là con rùa mù. Manh quy, chữ manh là mù, quy là rùa, rùa mù mà nó nằm dưới đáy biển á. Từ khi cha mẹ nó sinh ra nó bị mù lòa, nó nằm dưới đáy biển, nằm vậy cho vật nhiều vật dưỡng tới ngàn năm, nó trồi lên mặt biển. Mà không ngờ khi trồi lên mặt biển nó gặp cái khúc cây bọng, nó chui vào cái cây bọng nó để nó thả, nó được thả thả đi trôi nổi theo cái biển mênh mông, hết nơi này tới nơi khác. Thì cái đây là một cái điều rất hy hữu, rất hiếm hoi. Thì mình khi được thân này, Đức Phật cũng dạy như vậy đó, rất hy hữu, rất hiếm hoi mới được cái thân này. Tại sao mấy hôm nay tôi có khởi sự trước từ cái bữa chủ nhật tôi có than phiền rằng là cái chuyện mà học pháp mà học không 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 tới nơi tới chốn, rồi thành ra nó gọi là phỉ báng pháp, gọi là phá pháp. Mà các huynh đệ nhớ rằng nó phá pháp nó đồng tội với ác ma. Phá pháp nó lớn lắm, tội lớn lắm. Bởi vì mình học pháp, mình học Phật pháp, mình phải biết rằng là Phật pháp bất định pháp. Tại sao gọi là Phật pháp bất định pháp? Là vì pháp của Phật nó không có một cái pháp cố định. Nó tùy thời, tùy lúc, tùy nơi, tùy người. Nhưng mà con người đó đòi hỏi phải là văn y tư, tư chi tu. Chứ phải ai lại cũng nói như đó. Mình như tôi, các huynh đệ thấy tại sao thời gian gần đây tôi hay thích live stream á, hỏi ai lại tôi cũng nói nhiêu đó.
người này cái trình độ này mình phải nói pháp này, cái duyên kia cảnh kia trình độ kia mình phải nói pháp kia, miễn làm sao cho người ta dần dần người ta nguội lạnh cái tham sân si, người ta dần dần người ta nguội lạnh cái phiền não khổ đau, người ta ta mở mang trí tuệ chứ không phải ai lại cũng nói nhiêu đó. Nếu mình đặt ra vấn đề rằng cái được làm thân người nó giống như manh quy phù mộc, giống như con rùa mù ngàn năm, được may mắn được hiếm hoi mà gặp được khúc cây nổi khúc cây trôi, thì như vậy muốn mất cái thân này cũng không phải trong một sớm một chiều mà mất cái kiếp người được. Đó là cái điều mà tôi muốn nói, rồi bắt đầu đi sâu vào cái nội dung của cái bản văn gọi là văn khuyên khoát tâm bồ đề trong cái tác phẩm Khóa luật của vua Trần Thái Tông này. Như vậy thì từ hồi tôi được vào chùa, tôi được tu học, cho tới được vào trường Phật học, cho tới ngày nay, thì nói về cái văn mà phát tâm bồ đề đó, thật chất là tôi tâm đắc hai bản văn. Một bản văn của ngài gọi là phát bồ đề tâm văn, phát bồ đề tâm văn của ngài Tĩnh Am, rồi cái bản văn của người Việt Nam mình đó thì gọi là văn phát tâm bồ đề của vua Trần Thái Tông. Đây là hai bản văn mà dường như nếu một vị tu sĩ mà không học Phật thì coi như không đọc được cái bản này á, thì uổng uổng rất nhiều và nó thiếu sót rất nhiều. Ví dụ như cái văn phát bồ đề tâm văn á, thì của đại sư Tĩnh Am á, thì coi như nó thuộc về của người người Trung Quốc, của người Trung Quốc. Không phải nói vậy là mình phân biệt, nhưng mà vì ngày ngày vốn cái thời bây giờ thì Phật giáo nó cũng còn đang đang có vẻ cái thịnh hành, nhưng mà nó thịnh hành về cái mặt hình tướng tướng nhiều quá đi. Có thể là cái thời đó đó, Phật giáo nó giống như cái thời chúng ta ngày nay vậy đó. Thì Pháp sư Tịnh Am á, thì ngài không có rõ năm sanh, nhưng mà năm mất của ngài là năm 1734. Thì trong những cái năm cuối đời của ngài đó, ngài viết cái phát bồ đề tâm văn này để ngài dạy, ngài khuyên các đệ tử của ngài nên phát cái tâm, cần cầu cái đạo giác ngộ, cái đạo giải thoát. Đó là mục tiêu chính, lý tưởng của người tu hành. Rồi bây giờ tới đời của vua Trần, ví dụ như vậy thì vậy là cái bản mà mình bữa nay mình học đây á, thì cái bản mà gọi là văn phiên phát tâm bồ đề này á, nếu mình tưởng đâu là nó có sao chứ thật sự nó có trước cái bản mà phát bồ đề tâm văn của đại sư Tịnh Am. Cho nên các vị mình nghe mình cảm thấy nó có đau buồn không? Cứ khi tôi nói vậy tôi có sự đau buồn. Tôi là một vị phàm tu non mà. Tôi yếu ớt mà. Cho nên tôi bị động nhiều. Tôi chịu thiệt vậy à.
Nhưng mà cái thời tôi đi học thì không có thấy học, không có thấy lấy cái văn văn phiên phát tâm Bồ Đề này ra để dạy. Mà bất cứ trường Phật học nào vô trường Phật học thì cũng thấy lấy cái bản gọi là phát Bồ Đề tâm văn của Tỉnh Nam Thái Sư để dạy. Mãi cho tới khi học lớp cao đẳng thì trong cái chương trình mà học về kinh bộ đó thì mới có cái bộ khóa luật này, thì tôi mới có được được tìm hiểu, được học hỏi qua cái bản này. Nhưng mà thời tôi học thì Hòa Thượng Đức Nghiệp thì ngài lớn tuổi rồi, cho nên ngài chỉ nói lướt qua mà thôi, chứ ngài không có thời giờ, và cái số tuổi của ngài, ngài không có thời giờ mà phân tích những cái ý li ti. Ngài chỉ nói lướt qua rồi với thầy về tự nghiên cứu thêm. Như vậy cái tác phẩm Phá Luật này đó thì nó có vào thế kỷ thứ 13. Là bởi vì cái đời vua Trần nó làm vua thì vào năm 1225 hả? Như vậy cái giai đoạn mà khi nhà vua trốn lên núi Non Yên Tử để mà tu, rồi gặp thiền sư Đạo Viên, sau đó Trần Thủ Độ, Thái sư Trần Thủ Độ lên bắt về. Về thì ngài mới ăn năn, ngài mới sám hối, ngài mới làm những việc ở trong cái nội nội triều của ngài. Như vậy thì tác phẩm này nó khoảng chừng thì chắc chắn là thế kỷ thứ 13 rồi đó. Còn cái tác phẩm kia thế kỷ thứ 18, cách năm thế kỷ. Vậy mà tại sao mình cũng vùi đầu mình học? Thì cái nào nó cũng có ý nghĩa sâu sắc hết, nhưng mà để tôi muốn nói là ai muốn nghĩ sao nghĩ, nghĩ cách nào nó nghĩ. Không phải tôi khơi dậy để cho là chúng ta nghĩ sai là không có. Và nếu nói rằng là cái tác phẩm Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề này của người cư sĩ, còn cái kia Phát Bồ Đề Tâm Văn kia đó của đại sư, thì mình có bị sai lầm không? Nếu mình nói cái gì ra coi chừng mình cũng bị sai lầm hết. Thôi thì nó đáng buồn là đáng buồn, nhưng mà thời cuộc nó như vậy rồi thì mình không nói khác hơn được. Kiểu như tôi nói thành thật với các huynh đệ đó, là tôi nhờ các học trò Phật tử tôi bên đoạn đó, tôi muốn coi lại nguyên văn bằng 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 giấy, bằng cái quyển sách khóa luật này của sư ông Thanh Kiểm dịch, của Đào Duy Anh dịch, mà đi tìm các nơi không có, chỉ duy nhất có cái tác phẩm của sư ông Thanh Từ mà thôi. Thì sư ông Thanh Từ thì tại vì bên gánh danh gánh nhánh thiền họ họ ấn tống liên tục mới có. Mà thậm chí bây giờ tôi cần quyển sách mà cho một người Phật tử mà muốn đọc á, đó là Kinh Lăng Già Tam Ấn, mà các huynh đệ thử chạy hết các cái hiệu bán sách từ quận 3 cho tới Hàng Xanh, cho tới chạy tới 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 ra tới quận 10, cho tới chạy các nơi coi coi có được cái cuốn sách gọi là Kinh Lăng Già Tam Ấn không. Mà trong cái nhà sách bán đầy đầy giấy, mà bây giờ phá lục không có, Kinh Lăng Già Tam Ấn không có, những bản kinh kinh xưa không có, toàn là của những cái tác phẩm của mấy ông học tiến sĩ về viết lượm lặt sâu kết viết bán đầy hết vậy đó. Và bây giờ những tác phẩm của người xưa không có, tôi cần một cái cuốn Tam Luận Toàn Tập. Tam Luận Toàn Tập là trong đó có Trung Quán Luận, tôi rất thích cái tác phẩm Trung Quán Luận của sư ông Thanh Kiểm, của sư ông Đức Nghiệp dịch giải, mà bây giờ chạy các nơi
Tìm cái quyển Tam Luận Toàn Tập không có. Tìm cái quyển Khóa Luật không có. Tìm cái quyển Kinh Lăng Già Tâm Ấn cũng có. Đây là tôi nói sự thật. Nếu mà ngày mai các Phật tử nào mà nếu có đang nghe ở đây á, đi các cái nhà sách lớn mà mang có tiếng hồi xưa giờ bán cho Phật giáo á, thì mua mấy cuốn đó có không, tôi trả, tôi xin biếu tiền gấp đôi. Cái tiền gấp ba cũng được. Vô đó toàn là quán vô lượng thọ, vô lượng thọ Phật, là thế nào là hộ niệm lúc lâm chung, là thế nào là vãng sanh, thế nào là Tây Phương Tam Thánh, là thế nào là vãng sanh tịnh độ, thế nào là ấn quang gì đó, ấn quang văn sao, ấn quang gì đó, thế nào là toàn là những cái quyển sách loại đó. Tôi nói loại đó đi để tôi chê, cái họ nói tôi là bày đặt chê loại đó. Đau lắm quý vị, đau khi mà không nói thôi, nói đau lắm. Thì bây giờ tất cả những cái giờ tôi giảng, giờ tài liệu, giờ tôi phải đau từ trên trên mạng xuống. Mà mai cảm ơn các cái trang web, cảm ơn quý thầy, quý thiệu tri thức đánh máy lưu lại trên cái trang web rồi Google gì, giữ đây chứ thôi không có là cũng biết lấy đâu mà đau xuống mà giảng dạy. Đó là sự thật đó, sự thật không có nói, không có nói ngoa, nói ngụy gì hết trơn. Rồi là sách bán toàn là sách vậy đó. Rồi ra các vị nghĩ coi vậy thì Phật Phật pháp mình nó thịnh ở mặt nào mà nó chìm ở mặt nào. Bây giờ bắt đầu mình đi vô cái nội dung, cái bản mà Văn Phi Phát Tâm Bồ Đề. Bữa nay thì mình đang học được đoạn nào hay đoạn đó, rồi mình đọc từ từ. Ôi, vật quý nhất ở đời chỉ là vàng ngọc vậy. Song xét tới chỗ quan trọng, chỗ liếng tiếc lại không thể sánh bằng thân mệnh. Ví như có nhà giàu được người mời làm đại tướng, dùng vàng làm áo giáp hộ thân, đến lúc lâm chiến khi gươm đao tiếp nhau, có lúc phải bỏ áo giáp kéo gươm mà chạy. Chỉ mong bảo toàn tánh mạng, áo giáp bằng vàng kia đâu còn đối hoài đến nữa. Liền biết cái quý trọng của vàng cũng không đủ so sánh với thân mạng, chính là nghĩa đó. Ví dụ ngày xưa luôn luôn học Phật học vậy đó, thì để chi, thì mấy thầy khi mà vô cái trong đầu nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ là ở đời ta quý vàng bạc, còn người tu mình là cái gì? Người tu xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Bây giờ các vị đi chùa, các vị có nghe thầy nào mà giảng biểu mình tu là xả phú cầu bằng không? Bây giờ thời nay, bây giờ tôi nói nó có đau các vị cũng đừng có điếng. Ngày nay nó quýnh ngược lại không à, là xả bần cầu phú. Các vị nghe cái đúng không? Tôi nói tôi có ý gì mà tôi móc méo ta không? Tức là tôi rầy tôi nữa đó, tôi rầy chính bản thân tôi. Ngày hôm qua tôi nói chuyện với ông thân sinh của tôi. Tôi nói ông thân sinh nè, bây giờ đằng này cũng muốn về thăm ba mẹ lắm. Nhưng mà bây giờ thứ nhất á, là nói thành thật là cái sức khỏe của con giờ đây á, thì
ngồi máy bay mà hai mươi mấy tiếng đồng hồ vẫn về là quá quá mệt mỏi. Tôi nói rằng thương nhớ ba mẹ, coi ba mẹ ốm mập cỡ nào hay là trắng đen cỡ nào thì giờ hàng ngày cái điện thoại đây gọi cũng đã thấy hình thấy dạng rồi. Chứ không nói là mấy mươi năm mà bao nhiêu năm tôi không thấy mẹ tôi, coi mẹ tôi già nhăn hay là ốm hay là mập, ba tôi là trắng hay là mập vân vân, không 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 nói vậy được rồi, thấy hàng ngày rồi. Là thí dụ như á, mà có bệnh đau gì thì cũng biết hàng hàng giờ rồi. Thành ra cái chuyện mà nó để thấy hình thấy dạng cha mẹ thì không cần thiết. Cái nữa đó là bây giờ lần này mà muốn về Việt Nam á, thì phải có cái lý tưởng gì đó. Lý tưởng ví dụ như ngoài đời, người ta ngoài đời người ta mong người ta có lý tưởng để người ta ngao ngán ăn ăn ngao ngán với cô vợ lớn tuổi đi, nó ngắm cô vợ già ngao ngán với món đồ cổ. Thành ra ta muốn đi về Việt Nam để người ta có được cái món đồ tân, người ta có những cái giờ phút thư giãn, có những cái em chân dài nó nhổ tóc trắng, nó massage, nó thích vậy, nó thích có đồ tân. Vì vậy mà ta đi ta không có mệt mỏi. Tôi bây giờ tôi hỏi các vị, tôi đâu có mà như vậy đâu mà ngồi và đặt cái lý tưởng đó. Người ta đi về để vì một lý tưởng nào đó, để vì cái thế chính trị chính em, để vì can ngăn cái việc gì đó của xã hội. Người ta có cái thế lực hùng biện quay dũng đủ đầy, ta làm điều đó được. Tôi đâu có làm được điều đó, vân vân và vân vân. Thì thấy thì cái điều mà lý tưởng mà tôi về thì tôi thấy nó ngao ngán. Và bây giờ về giờ tôi thì càng ngày nó càng thô sơ, mà bây giờ ngày nay mà về quê thăm cha thăm mẹ mà đi đi mà đi thô sơ, đi bằng cái dép mũ, đi bằng quần áo thì nó thớt xác, nó bay màu, nó bạc màu, nó nhăn nheo, nó xách lên xách xuống thì thấy không hợp với thời đại à. Cho nên xét cho cùng, suy cho tận á, mà chạy theo á thì hoàn toàn là mình, tôi chạy theo không nổi. Vì lý do đó mà tôi thấy thôi tôi cũng không có nên về làm cái gì. Thôi thì ở đâu cũng là quê hương, đâu cũng là xứ sở, ở đâu cũng là đóng góp. Có nhiều người không biết đấy, hỏi anh đóng góp gì cho quốc gia? Thưa có, tôi ở Mỹ đây tôi đóng góp đàng hoàng, năm nay là năm thứ bảy tôi khai thuế đàng hoàng. Mỗi năm mỗi đóng thuế đàng hoàng à. Đóng góp đàng hoàng à, đó là nói về mặt vật chất. Không hề xin bất cứ một đồng tiền nào, thậm chí giàu có bảo hiểm nhưng mà hiện giờ là 1 năm rưỡi nay chưa đi khám bệnh nè. À. Chưa làm tổn hao. Từ ngày mà thuốc tôi nó lên giá tới bây giờ là tôi đi lượm lặt thuốc mà người không uống tôi uống đó, chứ còn tôi không dám bỏ tiền ra mua thuốc và tôi cũng không đi xin chi à. Từ khi mua thuốc chỉ có 15 đồng cho tới bây giờ đòi lên 100 rưỡi là đi uống thuốc thuốc người ta cho. Tôi không đi kiện tụng mà tại sao mà không giải quyết cho tôi à. Có những cái việc tôi nói các Phật tử à, bản thân tôi có những lúc tôi có những cái việc tôi thầm lặng, không có thầm lặng rồi tôi không nói lên, mà chờ có cái cơ hội gì đó tôi nói để tôi muốn cho các vị phải làm minh chứng. Tôi thầm lặng nó như vậy. Rồi nói về đóng góp thì tôi đã đóng góp quá nhiều cái bài giảng, nói thậm chí là khô của họng thì không thầm lặng, không không đóng góp là cái gì. Giờ đóng góp với chuyện cái sự hy sinh, tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng mà tôi không nản lòng, không khuất phục. Đến ngày hôm nay rồi cái nhân nào cái quả nào nó trả rõ ràng cái nhân quả đó. Cho nên các huynh đệ thấy đó,
cái xã hội ngày nay mà mình chịu trầm lặng lại đó, thì rõ ràng là mình thấy thấy nó mồn một vậy đó, ngược lại cho thời xưa vậy đó. Vậy tổ dạy á, vua Trần dạy đó, đến khi lâm chiến binh ba binh đao bị thua rồi đó, cởi cái áo giáp bằng vàng mà ném mà chạy, chỉ mong được bảo toàn thân mạng mà thôi. Lúc đó đâu còn nghĩ tiếc gì nữa. Đây là hơn thua, ta nói cái người mà có tài ba hơn thua ra vua, đứng trước mặt vua mới biết. Vì ông vua đó, ông có cái uy quyền, ông có cái thế lực, ông có cái sắc phong. Đứng trước mặt ông vua đố ai dám nói dối. Hơn thua đến của vua mới hơn thua đến của vua mới rõ. Trước bàn quan thiên hạ đó là coi như mình hô hào, mình làm dữ tợn lắm, mình làm coi như mình là mẹ thiên hạ, mình là bà nội thiên hạ, mình là cha thiên hạ, mình là chú bác thiên hạ. Nhưng mà trước mặt vua rồi thì các vị biết là cái nào ra cái đó hết. Mình nhìn coi nhìn rõ ràng cái thời gian gần đây của một số vấn đề của tại nước Việt Nam. Nhiều người hô hào la lối sùm chửi bới hết người này tới người nọ, đủ thứ việc hết. Thấy ta im lìm mình nghĩ mình là số 1 của trần đời rồi. Nhưng yêu cầu một con dấu một chữ ký thôi là cái chữ tiền kia nó trở thành cái chữ tù, cái chữ tình tù tội. Nó có thể thấy rõ rồi đó. Vì ở đời á, mình nhớ mình thấy nó thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Cái người mà thông minh nhiều đi chăng nữa mà luôn luôn giữ mình như người ngu, mình dễ sống. Tuy nhiên ngu nó tùy hoàn cảnh, tùy hoàn cảnh mà ngu. Chứ mà nghe tôi nói vậy là bây giờ giả ngu hết, giả khờ hết, không có nghe. Tùy hoàn cảnh mà giả ngu, giả khờ. Chứ mà nghe thầy nói vậy là bắt đầu giả ngu, giả khờ hết. Nhớ, nhắc trở lại là Phật Pháp bất định Pháp. Thật sự ra thì người thế gian đâu ai không quý vàng bạc vật chất. Nhưng một khi tai nạn đến với thân thì những cái đồ đó người ta không còn quý nữa. Giống như người thất trận bỏ chạy, sợ bị giặc bắt chặt đầu, cho nên cởi cái áo giáp bằng vàng mà ném đi, miễn chạy xong mà cho thoát khỏi thì thôi. Như vậy lúc này mới thấy rằng thân mạng quý hơn vàng. Vậy thì hỏi trong đại chúng những vị đang nghe thầy giảng, đang nghe tôi giảng đây, tôi chia sẻ đây nè. Bây giờ hiện giờ trong này cái gì có thấy, có ai nhận thấy là thân mạng quý hơn vàng chưa? Nếu ai mà nhận được thấy thân mạng quý hơn vàng đó là đi được một bước rồi đó. Ở trong này cả những người trẻ như thấy trong này như có cô Cẩm Tú rồi nè. Có Trung Tiến nè, có Nguyễn Tấn Phúc nè, đó đó là nói đại diện cái giới trẻ, rồi về cái giới lớn lớn tuổi như như Mừng nè, rồi Tâm Thanh nè, rồi bác Duy nè, cô Thủy Bùi nè, thì chắc cái các vị lớn á, thì tôi nghĩ rằng hiểu được là thân mạng quý hơn vàng rồi. Nhưng mà những người trẻ đó, tôi hỏi thật các vị có thấy được điều đó chưa? Thấy được điều này rồi mình đi tiếp bước nữa thì nó dễ dàng lắm.
cái gì cứ từ lại như Sơn Bùi nè, Dân Lưu nè. Bây giờ các vị thầy hỏi thành thật vậy đó, các vị có thấy thân mạng quý hơn vàng chưa? Rồi thấy được cái bước đó đó thì bắt đầu mình đi bước nữa nó mới dễ dàng, mình mới nó không có chập trùng à. Thấy không? Rồi bao nhiêu đó thôi mà quý vị thấy còn còn phải suy nghĩ, còn khó trả lời, thấy chưa? Đừng 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 đọc tới cái đoạn tới, đọc đoạn đó thôi mình trả lời, đi đi từng đoạn, đi từng khúc vậy đó, đi từng từng giây giai đoạn như vậy đó. Giờ giữa vàng cái thân mạng, bây giờ ở trong này ai là người quý vàng, ai là người quý thân mạng, thấy cái nào quý hơn? Khó đó, vượt qua được cái bước này cũng là khó lắm đấy. Nhưng mà cái xã hội càng văn minh thì con người chúng ta càng quý vật hơn quý thân mạng mình. Ngày nay người ta quý vàng tiền hơn tình nghĩa, hơn ân nghĩa, hơn tình cảm, hơn đạo đức. Tức là nhiều khi ngồi nghĩ là buồn mình vậy đó. Buồn mình để tại thấy rằng ngày nay sao con người nó lẻ làng đổi thay cái tâm thức quá. Buồn mình thì không biết ai là người mà mình gọi là người thân mà đi 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 theo mình nó lâu dài, ai là người mà gọi là sớm đầu tối đánh. Cái hình ra xã hội đó làm riêng chính bản thân tôi mà tôi còn quay cuồng, đừng nói chi các vị ngoài đời. Ngoài đời là thôi các vị khổ khổ, bực mình vô cùng bực mình thôi, tôi nói bực mình thôi, tôi chưa nói khổ, chưa nói phiền não. Bực mình với lối xóm, với bà con, với dòng họ, với quyến thuộc, với bạn bè, gọi là sớm đầu tối đánh. Tôi trong đạo đây mà tôi có khi bực mình muốn chết được. Cái gì thấy không? Học đạo phân tích ra những cái tâm thức, những cái tâm lý vậy đó. Vậy mà chúng ta không ráng mà học. Ví dụ như những người mà tôi thấy trên mặt trên hình ảnh trên phim đó, những người đi ăn trộm, đi bắt chó có hàng trời, bắt chó mà chủ nhà mà bắt được một cái thôi, họ quýnh mềm thay, họ quýnh cái bằng họ lội giò, họ bẻ tay, họ quýnh, họ móc mắt rồi họ mới giao cho cái nhà chức trách. Vậy nên mà mình cũng không biết cái đó là khổ đau, là tội lỗi, rồi cũng cũng vì cái ăn, vì cái thân mạng mình mà đi bắt chó để bán kiếm 200-300 ngàn mà nó quýnh cái bằng, dám đem thân mạng mình mà đến đánh đổi với cái chỗ hiểm nguy, thấy ghê không? Ngày nay làm gì có những vấn đề mà ăn trộm, 1 năm ăn trộm bằng 3 năm làm. Có nay như nhất là ở Mỹ thì là các nước văn minh này thì không ai giữ tiền ở nhà hết trơn, cho nên tôi nói các vị đừng buồn nhé. Nhiều khi đây là các vị ở, có nhiều vị ở Mỹ thì biết rồi, ở Việt Nam thì phải cũng nên biết là quý vị có thân nhân ở bên đây, các vị xin cần gấp 5-10 triệu, là 200-300 đô, rồi gia đình nó không có, các vị đừng có buồn, thật sự không có. Như tôi giờ là nó thật ra lúc nào tôi cũng giữ vài chục, tôi làm bộ tôi để đây vài chục đồng vậy đó, làm bộ để thôi, rủi thí dụ chứ chứ cái nhà tôi thì không phải nói chứ kiến lật chui vô không lọt, trừ khi tôi đi làm mà tôi không có phá cửa thôi, chứ còn mà tối thì thật ra là khi nào mà trong này mà tôi chết thì cái người nào đó mới mới đục cửa mà vô được thôi, chứ còn dẫn kiến nó vô không lọt. Nhưng mà vậy cũng phải lúc nào cũng phải để trong người 5-30 đô,
để chi để rủi, ví dụ như có ăn xin ăn trộm ăn cướp gì đó, nó cần tiền nó thấy tiền đó nó thấy nó đi, chứ còn không ai dạy dột mà để tiền ở nhà hết. Cho nên quý vị đừng nói là hôm nay điện qua cho chị mình, cho cháu mình nó cần, mình cần gấp 50 triệu, nó hỏi ra nó gửi cho mình là ngày mai mình nhận được. Đừng nghĩ điều đó không có xảy ra. Thứ nhất tiền thì đi làm mà một tuần mới lãnh một lần, nếu mình đi làm công cho người ta, hoặc là 2 tuần mới lãnh một lần, hoặc 1 tháng mới lãnh một lần, chứ không phải lúc nào cũng có. Mà lãnh là lãnh bằng cái chết, rồi bỏ vô nhà băng, xài bao nhiêu cào và cái thẻ. Đó, cái nào mình nói đúng vậy đó, cho nên các vị cảm thông cho. Cái tôi phân tích vừa đời vừa đạo, để cho các vị biết thêm mà cảm thông cho. Tôi thì muốn là đi vào cái thực tế, và thực tế đây mà không phải gì tâm lý. Tôi không có thích dạng tâm lý để dụ khị thiên hạ, mà thực tế để cho các vị tự nhận ra và các vị có an lạc với chính mình. Vậy ai có duyên nghe không duyên thôi. Tôi giờ bình thường lắm. Thương thì thương lắm, nhưng mà phải thương lắm rồi để cho mình đau thương, mình tổn thương. Chứ ai không muốn thương, ai không có muốn có tín đồ. Mà muốn có tín đồ mà lâu dài thì mình phải thương người ta, ta mới thương mình. Mình quý ta mới quý mình. Còn hơi hàng hiếm chứ đừng nói chi mà mình cần lo phất phơ đó. Đời này khó nói lắm. Người ta vì cái lợi mà ta chấp nhận đi bằng cái lưng khòm, đi bằng cái lưng khòm. Cho nên tôi may mắn á, tôi nói thật với huynh đệ đó, sở dĩ tôi cái bụng tôi nó bự hơn cái lưng khòm, cho nên tôi cũng may mắn. Chứ đúng là cái lưng tôi lưng khòm nè, mà tôi không có khòm, mà cái bụng tôi nó đưa ra. Nên hồi xưa thầy tôi nói con à, đời tu phải lấy cái bụng ở đời, chứ chú mày đừng có khòm lưng cuốn gối. Những câu nói đơn giản của thầy tôi vậy đó, mà là bài học nó vô giá. Bước đường đi của tôi ngày hôm nay, thấy ở gần tôi cách từ 1-2 tiểu bang, cách 1-200 dặm đây, con thầy nó còn trẻ quá, mà chắc là anh này muốn muốn hiện cái thân tướng của ông Hòa Thượng Thanh Từ tương lai, cho nên là cái mặt anh cũng thoảng thoảng giống như trong Thanh Từ hồi lúc nhỏ vậy đó. Cái mỏ cũng hô hô, miệng cũng hô hô, nhưng mà khác hơn của Thanh Từ là cái tướng anh này anh đi sao mà cái lưng anh nó cong hình cái hình móc câu, nó cong thành cái hình móc câu. Còn Sơn Thanh Từ là không có cong à, Sơn Thanh Từ là đi rồi chổi gậy là thẳng lưng à, dầu là từ trẻ tới già nó chổi gậy thẳng lưng chứ không có hình cong móc câu. Thấy anh này anh mai cái, cho nên tôi đề nghị cái người nào mai áo dài cho mấy ông thầy mà cái lưng cong cong á, phải để ý chỗ này à, là chấp nhận ta lưng ta cong á, thì phải phải áo dài kiểu sao, mai áo đi đường áo áo mặc sao, chứ là ra cái lưng nó cong vậy mà mai cái áo dài nó giống y như là cô danh hài Thúy Nga mà cô đóng cái vai mà cô về mẹ dạy con đi lấy chồng á, đóng cái vai sao mà cái cô mặc cái váy cái đồ của người theo kiểu miền Bắc đó mà nó xách con bên à. Thật ra thấy anh này anh trẻ mà tội nghiệp bên lưng anh nó cong quá như vậy, để không biết rồi ai bẻ cho nó ngay. Nhưng mà tôi sợ là những người như vậy là nó chắc nó cong suốt cuộc đời, nó cong qua tới thế hệ khác, đời khác, chứ nó không ngay được đâu. Vì anh này hai bên nó có 2 cái siêu, mà nó mới vỡ vụn 1 cái siêu và còn 1 cái siêu nữa, là cũng không phải dễ dễ mà được siêu đâu. Nói vậy mà tội nghiệp thấy cái lưng nó cong cái thương sao đâu. Nhưng mà nói đâu có được,
tại đang thích mà, đang thú mà, ta đã thích thì thú, thích thú, đi liền nhau vậy, thích thú, đang thích, đang mơ, đang tưởng, đang mộng, đang ôm, đang ấp thì phải có thú rồi, thích thú. Vô Trần dạy tiếp, chẳng biết thân này khó có được ba thứ, thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ có con người là quý. Đến khi nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chẳng được làm người. Đây là cái khó thứ nhất. Cái chỗ này để cho ta suy nghĩ nè, để biết được là dù mà thân người đang đắc lên nè, trong lục đạo chỉ có người là quý. Lục đạo thì gồm có người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là lục đạo, nhưng mà người là quý. Bởi vì thử biết sao người là quý rồi đó, bởi vì người này nó có cái thân này, có thân này, mà cái thân thì nó đi liền với cái đầu, cái não. Thân mà không có đầu não sao mà là con người? Như vậy đó, mà một khi mình nhắm mắt đi rồi, nó mờ mờ mịt mịt không biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chẳng được làm người. Đây là điều khó thứ nhất. Khó không phải là không làm được. Cái hay của đạo Phật á, đưa ra cái khó không có nghĩa là không làm được. Hình như bữa nay tôi giảng chậm chậm vậy các vị nghe, không biết có dễ nghe hay là khó nghe ha. Giảng chậm vậy các vị nghe có buồn ngủ không? Giảng chậm vậy dễ nghe, khó nghe quý vị. Tôi thì nói thật là bây giờ nhanh chậm mà tôi cũng hết đát rồi. Bây giờ coi như là giống như ngồi nhau nói chơi uống nước trà vậy đó. Là đó là cái cách siêu phạm, sư phạm của tôi đó. Bây giờ các vị biểu mà tôi làm như hồi trẻ hết nổi à. Mình ngồi giảng giống như ngồi nói chơi uống nước trà, nhắm trà, vừa nhắm trà vừa nói đạo lý. Cái khó nhưng mà đạo Phật giải quyết được, ông Phật giải quyết được. Làm người là khó, một khi mất thân người muôn kiếp khó khó gặp lại, khó có đúng như vậy. Nhưng mà các vị đã tin nơi Đức Phật thì phải nhớ rằng cái khó là Đức Phật giải quyết được. Mà giải quyết không phải là bảo chúng ta là khó, mà giải quyết được, muốn giữ được thân người thì phải giữ tròn năm giới. Đố các vị đi đâu? Đi khắp Đông Tây Nam Bắc, Nam Truyền hay Bắc Truyền, Nam Tông, Bắc Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa, mà ông thầy nào mà không nói câu này ra các vị danh bàn tay tôi. Ông thầy nào mà đi lệch cái ý này là danh bàn tay tôi. Không có ông nào dám đi lệch ý này hết trơn. Dầu là Nam Tông hay Bắc Tông, dầu là Tiểu Đại Thừa, Trung Thừa gì, thừa nào bất cứ. Chỉ duy nhất có Bồng Lai Tiên Cảnh nào. Ông nói khác chút vậy, ông không nói năm giới mà ông nói ba điều của ông thôi. Duy nhất có ông tổ đặc biệt đó. Mà không biết là nay ông tới đâu rồi, tôi cũng không biết, duy nhất ông đó. Thế còn đi khắp Đông Tây Nam Bắc cổ kim từ từ xưa cho tới nay là luôn luôn đạo Phật dạy, muốn làm thân người, muốn giữ được cái thân người là phải giữ tròn năm giới. Mở rộng ra, nếu như chúng ta khuyết 1 phần 4, 1 phần 8, thì chúng ta còn có thể làm thân người. Nhưng mà nếu chúng ta mà khuyết trọn vẹn hoặc 3 hoặc 4 phần thì khó có thể trở làm người.
Vì thế mà trong lục đạo á, nhất là ba đường địa ngục và quỷ súc sanh á, và đường thứ tư là Atula đó, thì con người dễ vướng bẫy, dễ lọt rớt xuống. Còn hai con đường trời và người á, thì con người trở lại trồi lên hơi khó là như vậy đó. Cho nên vậy mà buộc lòng phải nhắc đi nhắc lại là được thân người là khó, được thân người là khó, gọi là nhân thân năng đắc, nhân thân năng đắc, nhân thân năng đắc, nhân thân năng đắc. Các vị hiểu điều đó chưa? Trời Phật ơi, cái đơn giản, cái căn bản nó rõ ràng vậy mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta cứ cứ đi đi quýnh quýnh ngược với ông thầy chúng ta học, chứ quýnh ngược với ông thầy dạy mình. Vậy là đây là học trò ngon à, đây là học trò coi như là coi như học trò số 1 của vô số học trò. Học trò này là nó ngon còn hơn là bàn quyên, nó ngon là hơn là những học trò mà ngày xưa mà dám mà phản thầy đó. Học trò này học trò đặc biệt à. Cái đơn giản vậy thôi mà mình nói không ra, mình hiểu không tới, thì tôi hỏi các chị mình hiểu cái gì hơn? Cho nên trong sáu đường gọi là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì ta cho là bốn, sáu con đường này nó gồm có bốn thua hai thắng. Thì tôi hỏi cái gì bốn thua hai thắng, thì mình thấy mình thua nhiều không, mình thắng nhiều? Bốn thua hai thắng, trời, tôi nhắc lại là trong sáu đường nè: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì bốn con đường này vậy mà ta bốn thua hai thắng. Người ta đang ở cõi người, ta đang ở hiện giờ, ta đang ở kiếp người, ta mới nghe được về chứ. Với tôi là con người, tôi nói cho con người nghe đây. Như vậy mà Đức Phật đó là nhân thân năng đắc. Trời, nó hay quá, mà nó gần hết giờ rồi. Bốn thua hai thắng. Nếu một khi mắt thân này nó mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, vặt vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chẳng được làm người. Đây là cái khó thứ nhất. Bây giờ nội mà quýnh 50-50 còn chưa chắc thì chúng ta thắng nổi. Đừng nói đi bốn thua hai thắng. Mà quýnh bằng tư tưởng. Hay quá các vị ơi, học cái này hay quá mà không biết ai chịu học không thôi. Vậy họ chịu học. Chứ bây giờ mà tôi nói mà trời ơi, tối qua tôi nằm mộng thấy có cái phép này ông tiên ông cho để truyền lại tâm ấn, lại truyền lại coi như là ra đường, coi như gặp ma, quýnh cọp, gặp tinh rồi bắt tinh rồi kia, là quý vị học lắm, có cái phép cho làm ăn học lắm, có cái sâu chuỗi chú nguyện rồi để đeo vô, học có ma quỷ nào tới được là mừng lắm. Nó tiếc là nó tiếc vậy đó. Thôi nói về cái hết muốn nói nữa. Rồi gì trách nhiệm, gì bổn phận, gì lý tưởng mà phải ráng nói chứ các chị, với tôi mệt mỏi dữ lắm. Nhưng mà thương là những người chịu nghe thì bị tôi rầy hoài. Thì những người nó không ưa, nó không nghe, hoặc nó nghe để nó kiếm đường, nó xọt, nó xỉa vô để cho tôi thối chuyển. Giống như tôi thường nói đó, nguyên tôi ngồi từ đầu từ trên tới dưới, sáng tôi xức lotion để cho nó ma da, nó không có khô, nó thơm phớt, không hửi, mà cứ đè ngay cái lỗ đít mà hửi, rồi cái ngồi với cái lỗ đít đó, cái nó thối. Những gì tôi giảng hết lòng hết dạ chia sẻ vậy là không ráng mà nghe. Chờ cái câu nào tôi nói hớ ra đó, tôi nói mà lố ra chút xíu cái rồi nó vô nó comment, nó chơi là lỗ đít tôi thối. Thôi không học tới đây đủ rồi đó, hay quá mà không học nhiều nhiều quên. Ôi mà còn hai ý nữa, cái ý nữa là được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì cùng dòng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa, đây điều khó thứ hai. Ba là đã sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ,
thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng, què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh dường thế, ở ngoài quê vắng, đây là điều khó thứ ba. Như vậy ba cái khó là được thân người, đối với lục đạo là người, đối với lục đạo là khó. Hai, được thân người mà ở nơi phồn thịnh là khó. Ba, được thân người mà ở nơi phồn thịnh mà không có tật nguyền là khó. Hiện giờ huynh đệ chúng ta đã kết thúc bài học này, coi bây giờ chúng ta ba cái điều khó này chúng ta vượt qua được chưa. Rồi kỳ tới học tiếp, vậy thôi, không cần học nhiều, nhiều đủ rồi, đủ xài.